Xin chào mọi người. Hôm nay mình ăn bún mắm tép thịt luộc. Quanh đi quanh lại thì cũng là quay qua quay lại là cũng là món này nha mọi người. Ăn không có tiếc ngán luôn. Mắm tép trộn đu đủ á mọi người. Thơm phức luôn á, mở nắp ra là cầm lòng không đậu. Và mình sẽ trộn dẫn chưa. Mắm tép bên mình là mắm tép xong á mọi người, tép bạc á, thịt nó rất là dẻo ngọt, lên màu là tự nhiên mọi người. Làm gì là món này vẫn là chân ái á mọi người, ăn không có thấy ngán. Và cái nước sốt này là mình trộn với chanh, tỏi, bởi ớt với miếng chanh với đường, mình sẽ hòa chung lại và mình bỏ vô đây. Cái nước sốt đã trộn, mình đợi tí xíu nữa cho nó ngấm vô cái thịt tôm á mọi người, với đu đủ là mình ăn nó sẽ ngon hơn. Đây là bún nha mọi người. Và mình bắt đầu mình trộn. Mình sẽ bỏ rau vô. Rau sống thì mọi người cứ thích, mình thích ăn rau gì thì mình cứ lấy rau đó mình ăn thôi. Mình thích ăn chung với rau cá với sả. Thank you.
mắm quá trời ngon mọi người, xuất sắc luôn, mắm quá trời ngon. Ăn kiểu ăn cái món này á, nó cuốn á mọi người, ăn nó ăn mình, ăn mình mắc ăn hoài không biết ngán luôn á. Tại nhiều khi mình no thôi chứ thật sự là không có ngán. Cận cảnh cho mọi người xem cái tô mắm mình đang trộn này nha mọi người. Có mắm tép hay ăn á, thì mình mọi người nếu mà chưa có thử thử làm món như vậy thì ăn nó ngon lắm mọi người. Nhiều khi bữa nào mình ngán cơm á, mình ngán cơm thì mình sẽ làm cái món này ăn cho nó đỡ ngán. Và cái món này ăn thì chỉ có no thôi chứ mình mới thôi thôi, chứ mà thật ra ăn nó không có bị ngán, do nó cũng cái dạng nó hơi chua chua á mọi người. Và có rau, có đu đủ, tép. Có bị ngán. Ok mọi người nha, mình sẽ trộn đây. Ăn bao nhiêu mình chọn nhiêu thế mọi người. Tép ngon quá trời. Ok. Thành phẩm của mình này mọi người ơi, ngon quá. Mời mọi người mình ăn nha. Ngon dữ lắm, ngon. Hoài không biết ngán rồi. Quên đi quẩn lại, mình cũng bị ghiền món này, cũng là món này món kia mình ăn, mà quên đi quẩn lại thì cũng phải thích ăn món này. Mọi người nhà có mắm tép hay là cần ăn mắm tép á, thì nhớ có gì làm món này ăn nha mọi người. Kết hợp như vậy ăn như mình nhà. Nếu mà bạn nào chưa thử thì thử đi ha. Mình cảm thấy là ăn nó bị cuốn á. Thank you.
bye bye mọi người nha. Kẹp với thịt luộc là ăn xuất sắc luôn nè. Úi giời ơi, đúng không?